Tại tỉnh Bạc Liêu, liên quan đến các sai phạm trong dự án khu dân cư Nọc Nạn, thị xã Giá Rai gây tổng thiệt hại ngân sách hơn 45 tỷ đồng. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo cũng đã bị bắt. Trong tuần này, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bắt tạm giam cựu trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Giá Rai để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, với vai là người đứng đầu đơn vị mời thầu đại diện chủ đầu tư, phó chủ tịch hội đồng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư Nọc Nạn, phường 1 thị xã Giá Rai. Bị can Ngô Văn Hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng